Chuyên mục 4 ngày một con số trong bản tin FVNC Việt Nam tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin nhắc đến con số 5%, thưa quý vị. Đây là lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng mà một số ngân hàng lớn đã áp dụng. Mức lãi suất này thấp hơn đáng kể so với trần lãi suất quy định 7% của Ngân hàng Nhà nước đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng và được xem là thấp nhất hiện nay. Những ngân hàng hiện đang áp dụng mức lãi suất này có thể kể đến như Vietcombank, Agribank hay BIDV. Mức lãi suất cao nhất ở các ngân hàng này cũng chỉ dao động từ khoảng 7,75% đến 8% một năm. Về hiện tượng giảm lãi suất huy động ngắn hạn ở nhiều ngân hàng lớn gần đây, nhất là ở các ngân hàng thương mại nhà nước, có phải là một dấu hiệu đáng mừng? Bởi như chúng ta biết, đây đều là các nhà cho vay có thị phần lớn. Tôi cho rằng cái việc mà các ngân hàng hiện nay cắt giảm cái lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn về cái mức mà thấp hơn so với lại trần lãi suất do ngân hàng nhà nước quy định có thể nói là một cái tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế. Vì chúng ta biết rằng nếu như mà lãi suất huy động đầu vào giảm thì sẽ dẫn tới việc mà các ngân hàng có thể cho vay ra với lãi suất thấp hơn. Và điều quan trọng hơn ấy, thì tôi nghĩ rằng là khi các ngân hàng đã cắt giảm lãi suất huy động so với lại trần lãi suất mà ngân hàng nhà nước quy định thì việc mà lãi suất huy động đã bắt đầu quay trở lại cái đường cong của lãi suất. Lãi suất huy động ngắn hạn đã giảm, vậy thì khả năng kéo giảm lãi suất cho vay trong tương lai gần có thể xảy ra hay không? Khi mà năm qua thì lợi nhuận của các ngân hàng đã về mức cực thấp. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì ngành ngân hàng năm 2012 chỉ đạt 30% chỉ tiêu lợi nhuận, thưa quý vị. Như trong 6 tháng đầu năm báo cáo, huy động tăng trên 5% nhưng cho vay được hơn 2%. Có nghĩa là cái 3% còn lại nó nằm trên đó. Như vậy có nghĩa là ngân hàng thương mại huy động được tiền nhưng không cho vay được. Nhưng cái huy động phải trả lãi cho người gửi. Do đó cái chi phí tài chính ngân hàng thương mại chưa bao giờ tăng cao như 2012-13. Mà chi phí tài chính tăng cao như vậy thì cái khả năng kéo giảm là không nhiều. Và cái việc các ngân hàng cắt giảm cái lãi suất huy động thì tôi cho rằng sẽ không dẫn tới một cái trào lưu là tất cả các ngân hàng đều phải cắt giảm cái lãi suất huy động về mức như các ngân hàng đã đang làm hiện nay. Và bản thân các ngân hàng sẽ có những quy định riêng cho chính bản thân mình là lãi suất huy động ở mức bao nhiêu thì phù hợp với lại cái nhu cầu vốn cũng như là cái cung cầu vốn trên thị trường để đưa ra quyết định là lãi suất bao nhiêu thì mình huy động là phù hợp.